Phần 3. Kết luận. Từ những gì người viết vừa trình bày ở trên, con đường giáo dục Phật giáo đã khơi gợi trong tâm thức của người viết một số điều mà người viết thiết nghĩ các nhà giáo dục đạo cũng như đời cần phải quan tâm đến vấn đề đào tạo một mẫu người lý tưởng nhất, con người an lạc và hạnh phúc đích thực. Trong thời hiện đại, theo đúng tinh thần giảng dạy của Đức Thế Tôn, mỗi cá nhân tu sĩ và cư sĩ phải tự trang bị cho mình một thế giới quan, một nhân sinh quan của Phật giáo, có phẩm chất đạo đức và phạm hạnh, có văn tuệ, tư tuệ và tu tuệ, có giải thoát và giải thoát tri kiến. Mỗi người hãy tự nỗ lực tu tập, giác ngộ tự thân và chuyển hóa các vấn đề phiền não, khổ đau. Mỗi người hãy đem sự hiểu biết và chứng ngộ của mình truyền đạt lại cho người khác thấy và biết rõ con đường giáo dục Phật giáo mà mình đã đi, đang đi và sẽ đi, để cho mọi người tự tu, tự độ, tự ngộ và tự giải thoát khổ đau. Con đường giáo dục Phật giáo là đòi hỏi rất lớn, quyết định suốt cả cuộc đời tự giác ngộ ở hiện tại và tha giác ngộ ở tương lai. Tự giác ngộ còn gọi là tự giáo dục, tha giác ngộ còn gọi là tha giáo dục. Chương 1. Tự giáo dục và tha giáo dục. 1. Tự giáo dục. Tự giáo dục là quá trình đòi hỏi mỗi cá nhân phải tự giác ngộ, trao dồi những lời Phật dạy, giới, định và tuệ thông qua con đường bát chánh, chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định, hướng tâm đến giải thoát và đạt được an lạc và hạnh phúc đích thực trong cuộc sống hiện tại. Mỗi cá nhân phải thực sự thực hành lời Phật dạy trong cuộc sống hàng ngày để tự mình giải thoát khổ đau. Hãy thắp sáng lên ngọn đèn chánh pháp bằng sự tu tập giải thoát của chính mình. Đức Phật dạy, chỉ có con người mới có thể giáo dục cho chính mình, chỉ có con người mới giải thoát cho chính mình. Ngoài con người ra thì không có một đấng tạo vật nào thay thế. Đức Phật chỉ đóng vai trò của một bậc thầy tâm linh chỉ đường. Còn đi hay không đi theo con đường ấy thì tùy nơi mỗi chúng ta. Những lời Đức Phật dạy như sau: chính tự mình làm chỗ nương tựa cho mình, chứ người khác làm sao nương tựa được. Tự mình khéo tu tập mới đạt đến chỗ nương tựa nhiệm màu. Dù tại bãi chiến trường, thắng hàng ngàn quân địch không bằng tự chiến thắng mình. Tự chiến thắng mình là chiến công oanh liệt nhất. Tự chiến thắng mình còn dễ dàng hơn chiến thắng kẻ khác. Muốn chiến thắng mình, phải luôn chế ngự lòng tham dục. Trong đại dương đời luân hồi, các con hãy tự mình lội vào bờ giải thoát. Hãy tự mình nương tựa hải đảo của chính mình. Hãy tự mình cố gắng tinh tấn lên. Đức Như Lai chỉ là bậc đạo sư trên nguyên tắc. Trong lộ trình giác ngộ và giải thoát tâm linh, các con hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi. Hãy tự mình là ngọn đèn trí tuệ cho chính mình. Hãy tự mình xây dựng hòn đảo cho chính mình. Sự chiến thắng vĩ đại nhất là sự chiến thắng tự thân. Những lời dạy trên nói lên sự tin tưởng của Đức Thế Tôn ở giá trị và khả năng giác ngộ của con người. Một nền giáo dục chân chính phải là một nền giáo dục tự thân, nhắm đến sự hướng thượng và hướng thiện của con người. Con đường giáo dục Phật giáo là tấm bản đồ công bố rộng rãi, không độc đoán và không giấu giếm ai cả. Người nào đi đúng sự hướng dẫn của con đường thì người đó được giải thoát và giác ngộ. Sự giải thoát và giác ngộ này cũng được xuất phát từ sự tu tập tinh tấn tự thân của mỗi chúng ta, chứ không thể tìm thấy một ân sủng nào ngoài chúng ta cả. 2. Tha giáo dục. Tha giáo dục chính là mục tiêu giáo dục rộng lớn khi tự giáo dục đã hoàn thành sứ mạng của mình. Một người tự giáo dục đã xong mà không có tha giáo dục thì không đúng nghĩa hoàn hảo của người Phật tử. Thực tế cho ta thấy, không có vị Phật tử nào
sau khi hoàn thành tự giáo dục mà không dang rộng đôi tay để giáo dục tha nhân bao giờ. Như chúng ta biết, đạo Phật là đạo từ bi và cứu khổ. Giáo dục của đạo Phật phải xuất phát từ lòng từ và lòng bi vô lượng để cứu độ chúng sanh. Đức Phật dạy, đạo Phật là đạo nói lên sự thật khổ đau, nguyên nhân khổ đau, sự đoạn tận khổ đau và con đường đưa đến sự đoạn tận khổ đau cho muôn loài. Do đó, người Phật tử chúng ta, sau khi hiểu được Phật Pháp, hãy đem cái hiểu biết đó giảng dạy lại cho người khác, để người khác cùng tu và hiểu như mình. Tự giáo dục và tha giáo dục là những yếu tố then chốt trong các mối quan hệ mật thiết, độ mình và độ người. Muốn người khác hiểu và nắm vững lời Phật dạy, thì mình phải có tấm lòng dạy dỗ và phương pháp truyền đạt Phật Pháp một cách khéo léo, cho người khác dễ dàng tiếp thu. Kinh số 16, Kinh Thiện Sanh, thuộc Kinh Trường A Hàm ghi, có 5 cách giữa người hiểu truyền đạt cái hiểu của mình cho người khác hiểu. 1. Dạy dỗ có phương pháp. 2. Dạy những điều chưa biết. 3. Giải nghĩa rành rõ những điều người khác hỏi. 4. Chỉ cho những bạn lành. 5. Dạy hết những điều mình biết, không lẫn tiếc. Kinh số 31, Kinh Giáo Thọ Thi Ca La Diệt, thuộc Kinh Trường Bộ ghi, cũng có 5 cách như phương Nam như sau. Huấn luyện các đệ tử những gì mình đã được khéo huấn luyện, dạy cho họ bảo trì những gì mình được khéo bảo trì, dạy cho họ thuần thục các nghề nghiệp, khen đệ tử với các bạn bè quen thuộc, bảo đảm nghề nghiệp cho đệ tử về mọi mặt. Thực vậy, nay mục tiêu giáo dục người khác đã được xác định. Con đường giáo dục Phật giáo thênh thang trải dài để đón chào tất cả các Phật tử sau khi hoàn thành con đường giáo dục tự thân. Các vị hãy tinh tấn dũng mãnh lên, hãy bước trên con đường hoằng dương chánh pháp và giáo dục tha nhân. Hiểu rõ lời Phật dạy. Để thực hiện con đường giáo dục cao thượng đó, mỗi Phật tử chúng ta cần phải học hỏi kỹ lời Phật dạy bằng cách hiểu rõ từ, hiểu rõ nghĩa, hiểu rõ pháp, hiểu rõ thời, hiểu rõ hội chúng, hiểu rõ tự ngã, hiểu rõ căn cơ của người đời. Trong Trường Bộ 1, Kinh Đại Bát Niết Bàn, Đức Phật dạy các hàng đệ tử của Ngài học hỏi giáo lý phải nên ngẫm nghĩ và xem xét giáo lý ấy có đúng với kinh, với luật hay không. Nếu đúng thì nên hành trì, nếu không đúng thì nên loại bỏ. Bài kinh đó ghi: Này các tỷ kheo, có thể có vị tỷ kheo nói: Này hiền giả, tôi tự thân nghe như miệng Thế Tôn, tự thân lãnh thọ, như vậy là pháp, như vậy là luật, như vậy là lời dạy của bậc đạo sư. Này các tỷ kheo, các thầy không nên tán thán, không nên hủy báng lời nói của vị tỷ kheo ấy. Không tán thán, không hủy báng, mỗi mỗi chữ, mỗi mỗi câu cần phải học hỏi kỹ lưỡng và đem so sánh với kinh, đem đối chiếu với luật. Nếu chúng không phù hợp với kinh, không tương ứng với luật, thì các thầy có thể kết luận chắc chắn những lời này không phải là lời dạy của Thế Tôn và vị tỷ kheo đã thọ giáo sai lầm. Khi đem so sánh với kinh, đem đối chiếu với luật, và nếu chúng phù hợp với kinh, tương ứng với luật,
thời phải là lời dạy của Thế Tôn và vị tỷ kheo ấy đã thọ giáo chân chánh. Thật vậy, khi học hỏi giáo lý của Đức Phật, chúng ta không nên có thái độ tán thán và hủy báng. Chúng ta nên học giáo lý cẩn thận, từng chữ, từng câu, rồi đem giáo lý ra đối chiếu đúng với kinh, đúng với luật và đúng với luận thì chúng ta chấp nhận và hành trì. Nếu giáo lý đem ra đối chiếu không đúng với kinh, không đúng với luật thì chúng ta không chấp nhận, loại bỏ nó ngay lập tức. Chúng ta phải có thái độ thận trọng và tư duy chín chắn trong việc học hỏi giáo lý của Đức Phật. Để biết được giáo lý đích thực của Phật giáo và giáo lý không phải của Phật giáo, đây là phương pháp học hỏi lời dạy của Đức Phật một cách hữu hiệu nhất và thực tiễn nhất. Sau khi hiểu rõ giáo lý của Đức Phật, chúng ta nên tiếp tục giới thiệu lời Phật dạy tới cho mọi người để mọi người cùng nhau tu tập, chuyển hóa thân tâm và hướng tới an lạc, giác ngộ và giải thoát ngay tại thế gian này. 4. Sự giới hạn của con đường giáo dục thế gian. Bên cạnh con đường giáo dục Phật giáo, còn có con đường giáo dục thế học. Con đường giáo dục thế học đào tạo chúng ta trở thành những con người nghề nghiệp và điện tử để phục vụ cho thế giới máy móc và điện tử. Con đường giáo dục thế học cung cấp cho chúng ta có những kiến thức thế học như khoa học, thẩm mỹ học, xã hội học, toán học, hóa học, lý học, vi tính. Những kiến thức này giúp chúng ta sử dụng để đáp ứng các nhu cầu cần thiết trong cuộc sống xã hội như buôn bán, đổi chác, điện, nước, cầu cống, đường xá, giao thông, vận tải. Đây là con đường giáo dục thế gian. Nương vào con đường giáo dục thế gian, con đường giáo dục Phật giáo đào tạo con người biết chuyển nghiệp bất thiện thành nghiệp thiện, phiền não thành bồ đề, khổ đau thành hạnh phúc. Bằng cách áp dụng và hành trì lời Phật dạy vào trong đời sống hàng ngày của mình. Thật vậy, con người sống đúng theo tinh thần giáo lý của Phật Đà là con người sống an vui và hạnh phúc. Con người này sống rất vị tha, sống vì người khác và sống cho người khác. Có thể xây dựng gia đình hạnh phúc, học đường có kỷ cương, xã hội an bình và thế giới thịnh vượng bằng đức trị. Đây chính là mục tiêu chính của con đường giáo dục Phật giáo. 5. Đưa ra con đường giáo dục mới. Để kết thúc tập luận văn này, người viết xin đưa ra con đường giáo dục mới, đó là con đường giáo dục bát chánh. Thực ra, con đường giáo dục này đã được Đức Phật thiết lập cách đây hơn 25 thế kỷ qua, nhưng nó rất thiết thực, vượt thoát thời gian, không những phù hợp với mọi con đường giáo dục khác ở đời, mà còn làm kim chỉ nam cho các con đường ấy. Đức Phật dạy, người nào hiểu được con đường giáo dục bát chánh là hiểu được tất cả các hệ thống giáo dục ở đời và cũng hiểu được toàn bộ hệ thống giáo lý của Phật Đà. Con đường này được Hòa Thượng Thích Minh Châu, tiến sĩ Phật học, viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh giải thích như sau. Chánh kiến là khoa học như thật, chánh tư duy là triết học như thật, chánh ngữ là ngôn ngữ học như thật, chánh nghiệp là chánh trị học như thật, chánh mạng là xã hội học như thật, chánh tinh tấn là đạo đức học và luật học như thật, chánh niệm là đạo học, tâm lý học và phân tâm học như thật, chánh định là tôn giáo học như thật. Tất cả tám đường đều hỗ tương liên hệ với nhau, tương dung, tương nhiếp. Một là tám, và tám chính là một. Đây là trung đạo, đưa đến sự giải thoát toàn diện cho cá thể và tập thể, cho con người và xã hội, cho truyền thống và văn minh. Thật vậy, con đường bát chánh chính là con đường mới, con đường sống, con đường an lạc và hạnh phúc, thích nghi với đời sống cá nhân, gia đình, học đường và xã hội, thích nghi với truyền thống dân tộc, với văn hóa, văn minh của nhân loại. Con đường này chính là con đường trung đạo, con đường duy nhất của giáo dục Phật giáo, bao trùm tất cả các con đường đặc thù khác ở thế gian. Con đường giáo dục Phật giáo
xuất hiện trên thế gian này hơn 2.500 năm, nhưng giá trị của nó rất thiết thực và hữu ích với con người và xã hội hiện đại, không bao giờ bị biến chất. Bao nhiêu tinh túy của nhân loại đều được hình thành từ bởi con đường giáo dục mới ấy. Đây chính là lý do then chốt mà người viết lựa chọn con đường giáo dục Phật giáo làm đề tài nghiên cứu cho tập luận văn này. Thực hiện bởi Trung tâm Diệu Pháp Âm, Chùa Khuôn Việt, đường Phạm Văn Hai, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Website diệupháp-am.net